giá nhà đang bán trong thời gian gần đây tăng một cách nhanh chóng do lãi suất đang ở mức rất là thấp và hầu như không có nhà bán trên thị trường luôn. Giá nhà nó tăng như thế này, lãi suất và cái số lượng nhà bán thì nó nằm ở dưới đáy, trong khi số lượng người mua cũng mạnh như thế này luôn. Hiện nay lãi suất đã bắt đầu nhích lên nhưng vẫn nằm trong cái mức thấp có thể chấp nhận được. Thì mọi người bắt đầu lo lắng là nếu mà lãi suất nó tăng như vậy thì ảnh hưởng như thế nào tới market, tới bất động sản, liệu thị trường có crash, có sụp đổ như bong bóng năm 2008 hay không? Nếu như nó crash thì mình cần chuẩn bị gì? Và những lý do tại sao nó crash? Thì trong video lần này mình sẽ chia sẻ những cái yếu tố dẫn tới bất động sản crash. Và các bạn hãy cùng mình theo dõi video này tới hết nha. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh channel của Hailey Fan Cuộc Sống Mỹ Washington. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video này của mình, hiện tại mình là Real Estate Agent, mình làm vlog về bất động sản và cuộc sống Mỹ. Trong video lần này cũng như là những cái video trước đây mình làm, luôn cập nhật cho mọi người về tình hình bất động sản, giá nhà tăng, giảm, lãi suất tăng, giảm, cái tâm lý người mua, người bán như thế nào trong cái market housing crisis, trong cái đợt mà giá nhà nó rối loạn như thế này. Thì mọi người hãy đăng ký kênh và like cái video lần này để cập nhật xu hướng thị trường nhà cửa một cách nhanh nhất nha. Giá nhà bất động sản ở Mỹ giảm sẽ là điều tồi tệ nhất đối với nền kinh tế của toàn bộ nước Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung. Vì những gì đã xảy ra, cái bong bóng bất động sản nổ ra trong năm 2008 đã ảnh hưởng quá nhiều, quá nặng nề tới nền kinh tế của cả thế giới, ảnh hưởng tới tài chính, ảnh hưởng tới việc làm, ảnh hưởng tới toàn bộ những người trên nước Mỹ và trên nước khác nữa. Thị trường bất động sản ở Mỹ khá là độc đáo bởi vì đây không phải là một cái đầu tư không, mà là nơi trú ngụ, cũng là tài sản của rất là nhiều người, trong đó có nhà băng. Hầu hết những người đi mua nhà ở Mỹ đều vay tiền của nhà băng cả. Thì không chỉ người mua nhà, người sở hữu nhà bị ảnh hưởng, mà những nhà băng, những cái nhà tài chính, những cái nhà tiền tệ, những cái nơi mà cho vay đều bị ảnh hưởng. Khi mà bất động sản lao dốc thì toàn bộ cái hệ sinh thái bao quanh cái bất động sản đều bị lao dốc theo, như là hệ thống thuế nhà, bảo hiểm nhà, các công ty xây dựng, những cái nơi điện, nước, rác thải đều bị cuốn theo hết. Các bạn cũng biết là bên Mỹ dù các bạn có trả off căn nhà bằng tiền mặt thì mỗi năm các bạn đều phải đóng thuế nhà. Thì thuế nhà này phục vụ cho city, cho trường học, cho cầu đường, đường xá cầu cống, cho những cái cơ quan y tế, những cái đồn cảnh sát, lính cứu hỏa. Thì khi mà giá nhà xuống thì thuế nhà cũng sẽ xuống. Và khi mà cái thuế nhà xuống thì chính phủ sẽ không đủ cái nguồn tiền để đắp vào những cái trang thiết bị phục vụ cộng đồng. Thì mọi thứ nó lao dốc rất là nhanh. Vì thế các bạn có thể thấy là một yếu tố về giá nhà và bất động sản giảm thôi sẽ dẫn tới hệ lụy nhiều cái xung quanh cuốn theo. Cũng như những đầu tư khác, cái gì lên thì nó sẽ xuống, không có cái gì mà lên mãi mãi cả. Và chúng ta không biết là nó xuống tới đâu. Ví dụ nó lên như đây, nhưng mà nó chỉ xuống chút xíu rồi nó lên lại. Hay là nó lên cao dốc rồi nó tuột hẳn xuống rồi nó bắt đầu nó lên lại. Cái nào nó cũng sẽ có cái chu kỳ của nó. Để hiểu được những gì đang xảy ra thì các bạn phải biết được những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra nếu như market crash thì chúng ta nên cần chuẩn bị gì. Các bạn hãy xem tới cuối video này nha. Những gì xảy ra trong quá khứ, năm 2008 là một cái năm bất động sản bắt đầu lao dốc. Từ năm 2008 cho tới năm 2012 thì mất 4 năm để bất động sản giảm giá, và 2012 là bất động sản giảm đáy thấp nhất, và sau đó nó tăng liên tục từ 2012 cho tới thị trường hiện tại chưa có dấu hiệu giá nhà xuống trong suốt 9 năm. Trong đây thì mình sẽ phân tích thị trường 2019, 2020 và 2021. Trước hết thì mình sẽ nói với thị trường 2008 tại sao nó crash. Thì 2008 crash bởi vì cái chế độ cho vay quá là lỏng lẻo đi.
ai cũng có thể mượn tiền đi mua nhà hết. Một người có thể sở hữu 4 cho tới 7 căn nhà mà không cần một đồng nào trong ngân hàng cả. Bởi vì người mua không phải là người mua có khả năng và họ không có khả năng trả. Nếu như thị trường có thay đổi, có trục trặc thì họ sẽ xả hàng, bung hàng để bán. Họ không có khả năng trả. Có một người họ đi gặp 4 cái người cho vay khác nhau, 4 nhà băng khác nhau. 4 nhà băng đó cho mượn không cần hỏi giấy tờ gì hết. Thì có thể là trong một tuần cái người mua nhà đó đóng 4 căn nhà cùng một lúc mà không cần tiền, không cần phải trả tiền ngân hàng hàng tháng, dồn lại cuối kỳ trả nhiều cũng được hết. Nên khi mà thị trường sụp đổ thì những người mua ảo này không có tiền để gồng gánh cái số nợ, cũng không có tiền trả nợ. Khi mà thị trường chao đảo thì họ bắt đầu xả nhà ra họ bán. Khi mà họ xả nhà ra họ bán á, thì họ mua với cái giá ảo, bởi vì họ là người mua ảo, thì dẫn tới tình trạng là không có người mua và người mua không có khả năng trả tới cái giá đó, thì cái giá bắt đầu nó giảm xuống tới cái mức mà người mua thật sự có khả năng để mua chứ không phải là người mua ảo. Thì những người mua ảo xả nhà ra bán rất là nhiều, nó mất tới 4 năm để thị trường lao dốc xuống cái chạm đáy. Thì những người năm 2010-2011 thì họ hoang mang không biết đâu là đáy, không biết đâu là đỉnh, nên họ chưa có mua. Nên tới 2012 là nó chạm đáy thấp nhất, nên tất cả mọi người bắt đầu nói ok, bây giờ giá nhà này là giá nhà thực tế, giá nhà thấp, ai cũng có thể mua được hết. Khi mà bạn nghĩ đây là giá nhà thấp nhất thì cả ngàn người nghĩ đó là cái giá nhà thấp nhất. Và từ năm 2012 cho tới năm 2019, giá nhà liên tục tăng lên, tăng cực kỳ nhanh và không có cái dấu hiệu giảm. Trước năm 2019 thì lãi suất nó nằm đâu đó 5%, 5.4%. Thì đột nhiên năm 2019, cái thị trường bắt đầu chậm lại và rất là nhiều người nói là thị trường bong bóng bất động sản, thị trường sẽ crash. Những cái đó là từ năm 2018, 2019, 2020, năm nào cũng tiên đoán là thị trường sẽ crash, sẽ sụp đổ, sẽ bong bóng trong cái năm đó. Nhưng thực tế không phải. Thì 2019 thị trường bắt đầu nó chậm lại, nhưng giá nhà không hề giảm. Thì 2019 để kích cầu kinh tế thì Federal giảm lãi suất xuống. Thì lúc đó lãi suất từ 5.4, 5.5 giảm xuống còn 4.7, 4.8 và bắt đầu cứ giảm xuống 4.6, 4.5. Thì lúc đó thì ai cũng nghĩ là ồ, lãi suất thấp quá, họ bắt đầu họ đi mua nhà, thì dẫn tới là nhà nó nhích lên. Lãi suất giảm để kích cầu thì thường là khi mà nền kinh tế suy yếu thì Federal mới giảm lãi suất để kích thích người mua mua. Nhưng 2019 thì không có gì gọi là suy yếu cả, mà họ chỉ muốn thúc đẩy người mua để sở hữu nhà. Thì 2020 thì chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Thì vào tháng 3 thì nước Mỹ chính thức bùng nổ dịch và cả nước đang hoang mang không biết là cách ly như thế nào, giãn cách xã hội như thế nào. Tất cả đều hoang mang lo sợ, nên người bán thì không có muốn người lại vô trong nhà và họ không bán nhà luôn. Số lượng nhà cực kỳ nó xuống dốc một cái một luôn, bởi vì người bán không có đăng lên, không có muốn người lạ vô nhà rồi lây bệnh tùm lum hết, trong khi chưa có thông tin rõ ràng. Và người mua cũng vậy, những người mua thì không có muốn đi ra ngoài, một số agent là coi như là không muốn đi làm, không muốn dẫn khách đi coi nhà luôn. Còn những cái nhà băng bên cho vay thì cho nhân viên làm tại nhà, nên cái thời gian mà để xét duyệt loan, làm giấy tờ nó cũng tăng nhiều hơn. Do tháng 3 ảnh hưởng nên cái tháng 4, tháng 5 bắt đầu giá nhà nó xuống so với những cái tháng trước, bởi vì không có ai muốn mua nhà hết. Nên những anh chị nào mà đi mua nhà vào tháng 4, tháng 5 năm 2020 thì những người đó có thể là mua nhà mà không tới coi luôn, mua nhà online thì họ mua được cái giá tốt nhất. Thì cũng trong tháng 5, Fed giảm lãi suất xuống còn 0%, thì lãi suất đột nhiên từ 4.2, 4.3, 4.0 giảm xuống còn dưới 3% mà thôi. Đó là một cái lãi suất mà mơ ước của rất là nhiều người. Nhiều người có điểm tín dụng tốt, có được có sự chuẩn bị hồ sơ tốt, có thể lấy được lãi suất 2.6. Đối với 15 năm vay thì họ có thể lấy được 2.2, 2.3%, coi như là tiền miễn phí luôn mọi người. Khi đó
Nếu như người mua mua nhà trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì họ vừa được mua cái giá khá là thấp so với hôm nay và lãi suất cực kỳ đáng mơ ước luôn. Đó là cái cơ hội mà ngàn năm có một, một con số mơ ước ai cũng có được hết, nên thúc đẩy mọi người ai cũng đổ ra đi làm loan để đi mua nhà. Vì lãi suất thấp nên seller, những người bán nhà quyết định là refinance căn nhà mà không đăng bán trên thị trường. Refinance căn nhà nghĩa là sao? Những người sở hữu nhà thì họ đang có lãi suất 4.5, 5 chấm thì họ refinance là họ giảm cái lãi suất xuống còn 2.7, 2.8 thì họ thấy là ồ, mình làm như vậy lãi suất thấp hơn chứ tại sao mình lại bán ra, thì hàng loạt người sở hữu nhà cùng làm refinance căn nhà. Nên chúng ta có thể thấy là từ năm 2012 cho tới năm 2019 giá nhà cực kỳ tăng lên cao, và từ 2019 cho tới 2020 thì giá nhà tiếp tục tăng. 2020 từ tháng 3 cho tới tháng 5 thì giá nhà nó bị trùng xuống hình chữ V và sau đó liên tục tăng cho tới thời điểm hiện nay là một cái hình thẳng đứng luôn, không có dấu hiệu giảm. Mặc dù một số người dự đoán là mùa đông của 2020 nhà giảm, nhưng mùa đông giá nhà còn mắc hơn mùa hè của 2020. Đó là những gì đã xảy ra, và chúng ta hãy đến với những gì đang xảy ra trong cái thị trường hiện tại. Nếu các bạn đã xem cái video của mình tới giờ phút này thì đừng quên để lại một nút like và subscribe kênh channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Để cập nhật những gì đang xảy ra trong thị trường hiện tại thì mình sẽ nói tới bốn cái yếu tố: lãi suất, số lượng nhà, nhu cầu của người mua nhà hiện nay và cuối cùng là tiền lương. Đến với cái yếu tố thứ nhất, đó là lãi suất. Lãi suất thấp chính là yếu tố chính dẫn tới giá nhà tăng. Mặc dù trong năm 2021 thì lãi suất đã cao hơn 2020 rồi, nhưng nằm ở mức thấp vẫn chấp nhận được. Và Federal có hứa hẹn rằng sẽ giữ nguyên mức lãi suất cho tới năm 2023. Nhưng mà mình không biết trong tương lai họ sẽ thay đổi gì, nhưng hiện tại lãi suất khá là thấp rồi. Có thể là khi mà dịch bệnh kết thúc thì lãi suất sẽ tăng. Thì lãi suất tăng, giá nhà cũng tăng, thì sẽ tới một cái thời điểm nào đó người mua không có khả năng mà trả với cái mức giá cao như vậy, và seller cũng không có lý do gì để họ làm refinance nữa, thì họ sẽ ngưng làm refinance và sẽ mang nhà ra bán trên thị trường. Và chúng ta không biết cái thời điểm đó là khi nào, và chúng ta cũng không biết cái đỉnh điểm, cái khả năng của người mua và số lượng người mua muốn mua nhà là đâu. Bởi vì chúng ta ai cũng biết là người sinh ra thêm chứ đất không sinh ra thêm. Có thể là sau này các bạn cũng mua với cái giá tương tự, nhưng mà các bạn chỉ có mua những cái căn nhà cũ hơn hoặc là những cái căn nhà nhỏ hơn và nó xây cao lên, không có chỗ đậu xe, không có sân vườn. Thứ hai là cái supply, số lượng nhà đang bán trên thị trường. Trong thị trường bình thường, thị trường bình ổn, số lượng nhà đăng lên để người mua mua toàn bộ số nhà trên thị trường sẽ mất 6 tháng, gọi là inventory là 6 months, 6 tháng. Còn đối với thị trường của người mua là 9 tháng supply trở lên, có nghĩa là mất 9 tháng người mua mới mua hết được số lượng nhà trong thị trường. Và đối với thị trường của người bán thì nó sẽ nằm đâu đó cỡ 3 tháng để người mua mua hết toàn bộ số nhà trên thị trường. Thì đó là seller market, buyer market và cái thị trường balance là thị trường bình ổn. Nhưng hiện tại thì để người mua mua được tất cả số nhà trên thị trường chỉ còn 1.3 tháng mà thôi, nên nó cực kỳ thấp, thấp rất là nhiều so với thị trường seller market. Những căn nhà hot ở vị trí tốt, đẹp, người ta không có chê được cái gì hết, thì nó pending là bán trong vòng một ngày mà thôi. Nếu mà nhiều nhà lên hơn thì số lượng đấu một căn cũng bớt đi, tuy nhiên là giá nhà nó cũng không có giảm. Thay vì 10 người cùng vô giành một căn thì nhiều nhà lên hơn thì chỉ có 4 người vô giành một căn thôi. Giá nó không có tăng lên chóng mặt, nhưng mà nó cũng không có rẻ, nó cũng sẽ cao, cũng sẽ đấu nhà. Những cái người builder thì không kịp xây nhà lên, giá nguyên liệu tăng, nhân công thì thiếu hụt do một số người lấy unemployment, trợ cấp thất nghiệp, không có nhu cầu đi làm, tại vì ở nhà hưởng trợ cấp,
còn được nhiều tiền hơn là đi làm, nên họ quyết định là thôi không đi làm, ở nhà nhận trợ cấp còn được lương nhiều hơn nữa, nên đi làm cái gì? Thì bị thiếu hụt nhân công và không có đủ số lượng nhà đăng bán trên thị trường. Nhà mới bây giờ là cực kỳ khan hiếm, và những cái căn nhà mới do nguyên liệu tăng và thời gian xây lâu hơn nên giá nhà mới cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Thứ ba là xu hướng của người mua, thì những người có thu nhập trung bình khá và thu nhập cao thì họ work from home, là làm việc tại nhà, không có cần phải đi làm nữa, nên thu nhập của họ hầu như không bị ảnh hưởng. Và khi mà thu nhập không bị ảnh hưởng thì họ không có tiêu xài quá nhiều cho du lịch, ăn uống, vui chơi, giải trí bên ngoài, thì họ có nhiều tiền để dành hơn. Thì khi mà họ có tiền dư ra, họ không được xài, thì họ nghĩ ok, mình sẽ đầu tư. Thì cái nguồn đầu tư dễ nhất là gì? Đầu tư stock. Thì stock trong cái đợt vừa rồi rất là hỗn loạn, mọi người ai cũng ở nhà đầu tư stock, rồi trading. Nên có một số người may mắn thì cái thu nhập từ cái việc đầu tư stock rất là đáng kể, thì họ dùng số tiền đó họ đi mua nhà, thì họ không cần phải đi làm nữa, thì không có lý do gì mua nhà ở gần trung tâm, cũng không có lý do gì mua condo, townhouse, thì họ dọn ra ngoài xa trung tâm để họ mua những căn nhà mới, bự, đẹp, nhưng mà giá thì cũng bằng giá nhà trong trung tâm, chứ không có mua nhà rẻ hơn đâu mọi người. Những người đi mua nhà có khả năng mua, có thu nhập, các bạn cũng biết là làm loan cực kỳ khó, và không phải là ai muốn mua nhà cũng mua được. Và giấy tờ làm loan rất là phức tạp, mất rất là nhiều thời gian, nên những người mua nhà trong thời điểm hiện tại thì họ đã chuẩn bị tài chính từ vài năm trước rồi, chứ không phải là hôm nay muốn mua nhà rồi tuần sau có thể là mua được đâu. Không có đâu, mà tài chính không đủ, không có thẻ tín dụng, không đi làm, không có tiền lương, không có tiền mặc bỏ vô đao, cũng không có mua được gì trong thị trường này hết. Nên những người mua nhà hiện tại là những người mua thực tế, và những cái ngân hàng mà cấp cho họ vay đã kiểm duyệt rất là kỹ để cho họ vay rồi. Nên những người mua nhà trong thời điểm hiện tại thì hầu như họ sẽ không có bán nhà trong 2-3 năm hoặc là 3-4 năm sắp tới. Họ sẽ giữ nhà trong một thời gian dài. Yếu tố cuối cùng là yếu tố tiền lương, thì các bạn cũng có thể thấy là những cái hàng hóa, vật phẩm thiếu trước hụt sau. Bây giờ mọi người mà đi mua nhà đó, những cái thiết bị mà tủ lạnh, tivi, đầu máy, bàn ghế, đồ nội thất, tất cả những cái thứ đó muốn order là phải chờ 2 tháng, 3 tháng. Bởi vì sao? Thiếu hụt nhân công. Những người làm hãng, những người làm nhà máy xí nghiệp thì họ được trả cái minimum wage, thì lương cơ bản thôi, thì họ đâu có nhu cầu đi làm đâu. Họ ở nhà ăn trợ cấp thất nghiệp còn nhiều hơn là lương họ đi làm nữa. Nên những cái hãng nhà máy thì không có đủ cái nguồn nhân công để sản xuất ra. Và cái nhu cầu của người tiêu dùng thì rất là cao. Thì những cái nhà máy, hãng, xưởng, xí nghiệp muốn tăng cái năng suất sản xuất những cái đồ tiêu dùng thì họ phải trả lương cho cái người nhân viên nhiều hơn để thu hút họ đi làm. Khi mà những cái nhà xưởng, nhà máy trả lương nhân viên cao hơn thì cái giá thành sản phẩm sẽ tăng lên để bù vô cái tiền lương của nhân công. Thì chúng ta có thể thấy là vài tháng sau này mọi thứ đều sẽ trở nên mắc hơn rất là nhiều. Builder thì hiện tại là đau đầu nhức óc vì cái nguyên liệu tăng lên quá nhiều mà không có để mà họ mua nữa. Những cái builder lớn, những cái builder mà xây nhà trên toàn nước Mỹ á, thì họ đầu cơ tích trữ, họ có cái inventory, họ có những cái gỗ sắt thép lưu trữ rồi, thì khi mà họ xây lên giá vẫn còn ổn định. Còn thiệt hại nhất là những cái builder nhỏ, những cái thợ xây nhỏ lẻ trong local, trong khu vực, một năm xây 10 căn, 7 căn thì họ phải mua những cái nguyên liệu mắc hơn rất là nhiều, thì gây khó khăn cho những cái nhà thầu đó. Khi mà những nhà thầu nhỏ không có khả năng mà mua nguyên liệu hoặc là không có khả năng gồng gánh thì sẽ không có nhà mới đăng lên, lại thiếu hụt nhà nữa, thì thu nhập là hầu như không có thể nào đuổi kịp được cái sự tăng trưởng của giá nhà. Thật sự là rất là đáng lo ngại. Dựa vào những gì đã xảy ra, đang xảy ra và những gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ trôi về đâu trong cái thị trường mà hoang mang, không có tính toán được gì trong tương lai?
Thì một cái keyword mình muốn dành cho các bạn đó là asset, tài sản. Tài sản là thứ không thể nào mất đi. Tài sản có tài sản vô hình và tài sản hữu hình. Tài sản vô hình là những cái tài sản mà cổ phiếu, trái phiếu, mình không có nắm trong tay được cái gì hết. Còn những tài sản hữu hình là tiền giấy, vàng, nhà cửa, những cái mình cầm nắm được, đó là những cái tài sản. Thì chúng ta muốn giữ cái giá trị tài sản theo đúng cái giá của thị trường. Có nghĩa là khi mà thị trường giảm, tài sản nó cũng giảm. Khi thị trường tăng, tài sản cũng sẽ tăng theo cái xu thế của thị trường. Và chúng ta cũng sẽ phân biệt được xem cái tài sản nào tăng lên theo thị trường và cái tài sản nào mất giá. Tài sản mất giá nhiều nhất đó là tiền giấy. Tiền giấy nó mất giá bởi vì sao? Bởi vì trong cái đợt mà dịch bệnh năm nay thì chính phủ in tiền trợ cấp, rồi stimulus check, tung tiền ra, tiền thất nghiệp, đủ thứ tiền hết. Và Joe Biden cũng propose, cũng đưa ra một cái đề xuất là sẽ giúp cho người mua nhà lần đầu $25,000, coi như là tiền miễn phí. $25,000 không phải là số tiền ít mọi người, nên đồng tiền nó không có còn nhiều cái sức mạnh, không có còn có nhiều cái khả năng mua như là trước đây nữa. Nên khi mà đồng tiền mất giá, mọi thứ sẽ mắc hơn, nhà mắc hơn, xe mắc hơn, mọi thứ đều mắc hơn. Nên thay vì họ sở hữu tiền giấy thì họ sẽ sở hữu một cái tài sản khác thay vì tiền giấy, như là vàng, như là bất động sản, là một cái gì đó khá là ổn định. Nếu như bạn mua nhà để ở thì dù thị trường có lao dốc hay là nó tăng lên, bạn không có nhu cầu bán, bạn cũng không có nhu cầu đầu tư, thì bạn luôn cần một cái chỗ để ở, thì ít nhất bạn có một cái căn nhà dù thị trường lên xuống. Thì khi mà đầu tư nhà, người ta đầu tư trong cái thời gian dài chứ không phải là mua đi bán lại. Thì để giá nhà tăng thì nó có chu kỳ hết, và chu kỳ của nhà thường thường là 10 cho tới 12 năm. Các bạn đi mua nhà thì các bạn có thể bỏ số tiền down vào tiền trả trước đó, ít nhất là 3%. Thì cao nhất các bạn muốn bỏ bao nhiêu cũng được, còn lại các bạn có thể vay ngân hàng. Thì các bạn biết chắc rằng bạn bỏ được số tiền nhiêu đây và bạn sở hữu được căn nhà. Và mỗi tháng các bạn trả tiền ngân hàng là như nhau dù thị trường biến động. Và cái tiền các bạn trả hàng tháng đó là bạn được ngân hàng chấp nhận, kiểm tra hết giấy tờ thì ngân hàng tin tưởng là bạn có thể trả được cái món nợ này trong suốt 30 năm thì ngân hàng mới cho bạn mượn. Nếu bạn không có khả năng thì ngân hàng từ chối liền, và không phải ai nộp làm loan cũng được chấp nhận đâu mọi người. Rất là khó để được cấp loan. Thì trong tương lai nếu lãi suất tăng 1 thì giá nhà sẽ giảm 10%. Và ngược lại, khi mà lãi suất tiếp tục giảm 1 thì giá nhà tiếp tục sẽ tăng 10%. Nó tỷ lệ nghịch với nhau. Nên không quan trọng là tiền lãi xuống, tiền lãi lên, giá nhà xuống, giá nhà lên, mà quan trọng là số tiền hàng tháng so với mức thu nhập của người lao động hiện tại. Nếu như người lao động hiện tại vẫn có thể trả được số tiền hàng tháng trung bình như đây, thì khi mà giá nhà giảm, lãi suất tăng thì họ cũng sẽ trả như đây. Nhưng một khi mà lãi suất tăng, giá nhà tăng thì họ không có còn nằm ở đây nữa, họ sẽ phải trả như đây. Thì khi mà cái tiền hàng tháng nó lên quá cao như vậy, không phải ai cũng có thể khả năng trả được, nên thị trường sẽ điều chỉnh lại từ cái mức trên đây xuống mức lại mức như đây để nhiều người có thể trả được. Có nghĩa là hiện tại rất là nhiều người vẫn có khả năng trả được trong cái mức như đây. Thì khi mà thị trường giảm, thị trường điều chỉnh thì họ sẽ vẫn trở về cái mức như đây chứ không có thấp hơn. Khi mà giá nhà tăng tới một thời điểm nào đó thì người chủ nhà đương nhiên sẽ tăng cái giá thuê nhà lên, bởi vì cái thuế nhà của họ sẽ bị cao lên và tất cả mọi thứ bật giá leo thang. Thì những người thuê nhà trong tương lai sẽ trả tiền thuê cao hơn, trong tương lai sẽ khá là khó khăn để mua được nhà, để giảm giá thành xây dựng, để làm cho cái giá ai cũng mua được hết. Nên những cái người builder sau này họ sẽ xây những cái căn mà suy dinh dưỡng, rất là ốm và rất là cao, diện tích nhà cũng sẽ thấp, không có sân vườn, cũng không có bãi đậu xe, và cái giá
bằng giá hiện tại, tương lai thì rất là khó đoán, không có ai có thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào. Ngay cả những cái nhà kinh tế giỏi cũng không có thể đoán được. Mua nhà để ở thì cứ tìm được căn nhà ưng ý, phù hợp với túi tiền thì mình mua. Còn mua nhà đầu tư thì cái đầu tư nào cũng có rủi ro hết. Các bạn có thể đầu tư trong thị trường này được ăn cả ngã về không, và quan trọng là cái mức độ chịu đựng và cái tính toán của các bạn như thế nào mà thôi. Hy vọng cái video này về cập nhật thị trường bất động sản ở Mỹ cũng như là những gì đã xảy ra trước đây, hiện tại và tương lai sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn về thị trường bất động sản. Và không chỉ một mình các bạn có thể biết được cập nhật thị trường hiện tại như thế nào, mà các bạn cũng có thể chia sẻ cái video này cho nhiều người quan tâm với thị trường nhà cửa. Bởi vì mình nghĩ là cái nhà là cái tài sản khá là lớn trong cuộc đời của mỗi con người, nên khi mà mua nhà hay là bán nhà đều có những cái trăn trở, những cái suy tư rất là căng thẳng trước khi mà quyết định là một điều gì đó. Nên mọi người cũng cần có nhiều nguồn thông tin khác nhau, những cái nguồn cập nhật khác nhau để đưa ra một cái lựa chọn đúng đắn nhất. Và cái lựa chọn phụ thuộc vào các bạn mà thôi. Hy vọng các bạn thích video lần này của mình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh. Kế bên nút đăng ký kênh có một cái chuông. Nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới mỗi khi mà mình up video nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye bye.